Kính thưa quý vị, thí sinh cuối cùng vào top 10 cũng chính là thí sinh đã đạt danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất với lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Và kết quả bình chọn được chúng tôi căn cứ dựa trên hệ thống bình chọn Miss World Việt Nam Voting. Và bây giờ, xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết quả. Thật hồi hộp, gương mặt cuối cùng của chúng ta sẽ là ai đây? Và đó chính là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số mà dành 088. Cô đã trở thành người đẹp được yêu thích nhất với tổng lượt bình chọn là 16.406. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng top 10 Miss World Việt Nam 2022. Các bạn đã rất tuyệt vời. Và cũng xin được cảm ơn các bạn thí sinh còn lại. Và giờ đây thì thưa quý vị, họ đã quá xuất sắc đúng không Vũ? Một lần nữa xin được chúc mừng top 10 Miss World Việt Nam 2022. Mời các bạn sẽ vào trong sân khấu để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn ít thời gian nữa thôi sẽ đến với kết quả của Tân Hoa Hậu. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.